Giữa năm 2021, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định nhận được tin báo từ một số công dân tố cáo người đứng sau tài khoản Facebook Mai Mai kêu gọi quyên góp tiền để làm từ thiện, nhưng sau đó lại không thực hiện bất kỳ một hoạt động thiện nguyện nào. Đây là cái tài khoản Facebook Mai Mai đúng không? Bài đăng, đây là những bài đăng của tài khoản. Hơn thế, khi các nhà hảo tâm đề nghị chủ tài khoản Facebook Mai Mai công khai các khoản thu chi, thì lập tức bị đối tượng chặn Facebook và mọi hình thức liên lạc. Ngoài những người trực tiếp tới cơ quan công an để trực tiếp tố cáo hành vi của chủ tài khoản Facebook Mai Mai, thì còn rất nhiều đơn thư của nhiều tỉnh thành trong khu vực phía Nam đến cơ quan điều tra công an tỉnh Nam Định cũng với nội dung tố cáo chủ tài khoản Facebook Mai Mai đã nhân danh nhóm hoạt động từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Một trong những lá đơn đó đến từ chị Huỳnh Thị Bích Chi, trú tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chị Chi đã tố cáo đối tượng sử dụng tài khoản Facebook Mai Mai để quyên góp tiền từ thiện như thế, nhưng thực tế sau khi chị Chi đã gửi số tiền đến gần 20 triệu và kiểm tra lại các nguồn thông tin mà đối tượng cung cấp đã đăng tải trên tài khoản Facebook Mai Mai thì chị Chi phát hiện ra là đối tượng sử dụng tài khoản này để đăng tải nhưng và nhận tiền từ thiện nhưng không thực hiện bất kỳ một cái hoạt động từ thiện nào và cũng không gửi tiền cho những người có tên trong có thông tin trong bài đăng của đối tượng để làm từ thiện. Sau đó chị Chi biết là chị Chi đã bị đối tượng lừa nên có đơn trình báo đến cơ quan công an. Quá trình xác minh tin báo, cơ quan công an nhận thấy, mặc dù số lượng bị hại rất đông, hầu hết đều mô tả được tường tận lý do sập bẫy cũng như căn nguyên phát hiện hành vi lừa đảo của đối tượng, nhưng lại không một ai có thể cung cấp chính xác lai lịch, nơi ở cũng như thân nhân của đối tượng. Cũng không một bị hại nào trực tiếp gặp đối tượng hoặc biết hình dáng nhân dạng ra sao, ngoài một vài tấm hình ít ỏi được đăng công khai trên Facebook Mai Mai. Manh mối sáng nhất giúp cơ quan điều tra tin rằng vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản là tất cả các nạn nhân đều chuyển tiền vào một tài khoản đứng tên Cao Thị Hoạch. Từ cái tài khoản ngân hàng đấy thì bắt đã tiến hành xác minh tại ngân hàng và dựng được lý lịch đối tượng là Cao Thị Hoạch tại xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Tổng hợp tin báo từ các bị hại, đối tượng với việc nắm thông tin ban đầu về tài khoản Facebook Mai Mai và kết quả xác minh danh tính chủ nhân số tài khoản ngân hàng được đối tượng cung cấp để các nhà hảo tâm chuyển tiền vào, thì Phòng Cảnh sát Hình sự nhận định đây là vụ việc phức tạp. Đối tượng lợi dụng mạng xã hội kêu gọi từ thiện, nhưng thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản. Cho rằng phương thức thủ đoạn của đối tượng vô cùng tinh vi, xảo quyệt nên không nhanh chóng ngăn chặn sẽ tạo tiền lệ xấu trong xã hội, ảnh hưởng không tốt đến an ninh trật tự tại địa phương. Nguy hại hơn nữa là hành vi của đối tượng khiến cho người dân mất niềm tin vào truyền thông, thương người như thể thương thân từ ngàn đời nay của dân tộc Việt Nam. Từ những phân tích nhận định trên, Phòng Cảnh sát Hình sự quyết định báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh cho xác lập chuyên án, áp dụng các biện pháp chuyên sâu để điều tra làm rõ hành vi của kẻ phạm tội. Vì tính chất của vụ án là lừa đảo trên không gian mạng, nên nhiệm vụ điều tra xác minh làm sáng tỏ vụ việc, sau đó được giao cho các điều tra viên, trinh sát viên, phòng ngừa, hướng dẫn và điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát Hình sự. Tôi đã về trực tiếp chỉ đạo
hai mũi trinh sát, một mũi trinh sát về đối tượng để nắm sâu về cái nhân thân lai lịch của đối tượng, cái hoạt động diễn biến cụ thể của đối tượng. Thế còn một mũi thì chúng tôi đã cử các đồng chí có hiểu biết sâu về khoa học công nghệ, phối hợp với các nhà mạng, các hệ thống ngân hàng và thu thập những tài liệu, chứng cứ về dữ liệu điện tử. Ngay sau khi xây dựng được kế hoạch điều tra, thì các điều tra viên, trinh sát viên đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ. Mặc dù thời điểm tháng 7, tháng 8 năm 2021, làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành, trong đó có Nam Định, khiến cho việc đi lại, thu thập tài liệu, xác minh thông tin của cơ quan công an nhiều lần bị gián đoạn. Vượt lên trên những hiểm nguy có thể đến từ dịch bệnh, những khó khăn trong việc di chuyển, một tổ trinh sát đã về huyện Giao Thủy phối hợp với công an huyện xác minh thân nhân lai lịch của người mang tên Cao Thị Hoài. Những điều tra viên, trinh sát viên còn lại của đội phòng ngừa, hướng dẫn và điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao chia nhau thực hiện các nhiệm vụ, gồm thu thập tất cả các thông tin liên quan đến giao dịch đến và đi của tài khoản ngân hàng mang tên Cao Thị Hoài. Xác minh ai là người thực sự đứng sau tài khoản Facebook Mai Mai cũng như mối liên hệ của người này với cái tên Cao Thị Hoài. Thêm một nhiệm vụ không kém phần quan trọng là phối hợp với công an tỉnh Bình Thuận nắm thông tin tại một nhà dòng có địa chỉ tại xã Tân Hòa, huyện Bình Tân, tỉnh Bình Thuận để xác định có hay không việc chủ tài khoản Facebook Mai Mai chuyển tiền của các nhà hảo tâm đến nhà dòng này để cùng chung tay lo hậu sự cho các hải nhi xấu số như cam kết trên trang cá nhân khi kêu gọi quyền từ thiện. Các nhà hảo tâm này thì trải dài khắp mọi miền Tổ quốc, từ Bắc đến Nam. Chúng tôi đã phải trong cái tình hình bối cảnh dịch dã của cái dịch bệnh Covid này, giãn cách xã hội, cũng như là các cái cơ quan tổ chức làm việc theo cái yêu cầu của chính phủ là làm việc 50% của cán bộ, nên là cái việc thu thập tài liệu nó cũng diễn ra là chậm hơn, khó khăn hơn cho so với cái tình hình thực tế như là cái tình hình xã hội bình thường. Với sự vào cuộc tích cực, khẩn trương của công an huyện Giao Thủy, ban chuyên án đã dựng nên được thân nhân, lai lịch của người có liên quan đến vụ án là Cao Thị Hoài. Kết quả xác minh thì về nhân thân đối tượng Cao Thị Hoài thì Hoài sinh năm 1998. Sau khi học hết lớp 8/12 thì ở nhà lao động tự do và xây dựng gia đình. Hiện thì Hoài lấy chồng là anh Đô sinh năm 1990, làm người thợ mộc ở xã Giao Nhân. Và hiện nay thì Hoài có 3 người con trai, lớn thì cháu 7 tuổi, nhỏ thì 4 tuổi. Hai vợ chồng Hoài thì lao động tự do, Hoài thì cũng thường xuyên ở nhà để làm công tác nội trợ cũng như là chăm lo cho gia đình, chứ không có làm ở bất cứ cái nơi nào khác. Hai vợ chồng cũng là sinh hoạt bình thường, sống khép kín, cũng ít quan hệ với các cái mối quan hệ xã hội. Đặc biệt là quá trình xác minh thì cũng không liên quan đến các cái băng cũng như là cái ổ nhóm tội phạm. Hiện nay trên địa bàn huyện thì cũng xác minh là đối tượng Hoài cũng không có bất cứ một cái hoạt động nào liên quan đến các cái hoạt động từ thiện, cũng như là cũng không có liên quan bất cứ cái tổ chức cá nhân nào hoạt động từ thiện. Với kết quả xác minh này thì cơ quan điều tra đã trả lời được hai câu hỏi. Thứ nhất, Hoài không có bất kỳ một hoạt động từ thiện nào tại địa phương. Thứ hai, Hoài không tham gia sinh hoạt hay đứng ra bảo trợ cho bất kỳ một cá nhân hay tổ chức thiện nguyện nào trong và ngoài tỉnh. Còn câu hỏi thứ ba là Cao Thị Hoài có quan hệ như thế nào với chủ tài khoản Facebook Mai Mai? Liệu chị ta có phải là người đứng sau tài khoản này hay vụ việc còn có những liên quan khác? Để trả lời cho câu hỏi này, các trinh sát viên của ban chuyên án cùng với lực lượng cơ sở vẫn duy trì dõi theo di biến động của Cao Thị Hoài những ngày sau đó.
Lúc này, tại trụ sở công an tỉnh Nam Định, các điều tra viên của đội phòng ngừa, hướng dẫn và điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao sau những đêm trắng đã hệ thống được quá trình từ lúc hình thành đến thời điểm hiện tại của chủ tài khoản Facebook Mai Mai. Ban đầu nó được đăng ký dưới tên là Trần Mai Thu Thảo, sau đó nó đổi tên thành Mai Mai. Đối tượng lấy hình ảnh của người khác để mạo danh, lấy thông tin cá nhân để công khai ở trên tài khoản là ở trong An Giang. Từ đó là đối tượng sử dụng tài khoản Facebook này kêu gọi tiền quyên góp từ thiện ủng hộ vào tài khoản ngân hàng của đối tượng. Thì qua nhiều biện pháp nghiệp vụ kỹ thuật, chúng tôi đã xác định được đối tượng sử dụng cái tài khoản Facebook này là Cao Thị Hoài. Tổng hợp các tài khoản do nhóm trinh sát ở huyện Giao Thủy báo về thì cơ quan điều tra công an tỉnh Nam Định đã có đủ cơ sở khẳng định Cao Thị Hoài sinh năm 1998, hộ khẩu thường trú ở xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, chính là chủ nhân của tài khoản Facebook Mai Mai. Cùng thời điểm này, các điều tra viên, trinh sát viên đã có mặt tại Bình Thuận, cũng thu thập được những tài liệu quan trọng cho vụ án. Chúng tôi đã làm việc trực tiếp với tổ chức từ thiện ở trong Bình Thuận, thì đó là một đơn vị làm từ thiện và người ta thực tế. Họ đã thu gom rất nhiều xác thai nhi và trẻ em xấu số để xây dựng nghĩa trang. Tổ chức từ thiện đó người ta đã thực hiện nhưng không đăng tải cái nội dung quyên góp, mà thực tế là do các nhà hảo tâm tự mang tiền đến quyên góp. Và cái tổ chức từ thiện này không có liên quan, không có quan hệ gì với tài khoản Facebook Mai Mai. Quá trình điều tra thì xác định là đối tượng Cao Thị Hoài chưa có liên hệ bất kỳ một lần nào và chưa gửi một khoản tiền ủng hộ nào đến tổ chức từ thiện này. Kết quả điều tra xác minh trên hoàn toàn phù hợp với thống kê từ ngân hàng, cho thấy tài khoản do Cao Thị Hoài đứng tên chỉ có tên gửi vào nhưng không có bất kỳ mục chi nào cho hoạt động thiện nguyện. Cái tài khoản ngân hàng ấy chỉ sử dụng internet banking và chuyển đi là chủ yếu là mua các quần áo và các thiết bị dụng cụ trong gia đình để sinh hoạt. Trong khoảng thời gian rất ngắn, chưa đầy 5 tháng, qua cái mạng xã hội và cái thủ đoạn kêu gọi và chạm vào cái lòng trắc ẩn của các nhà hảo tâm, các cái mạnh thường quân, đối tượng đã lừa đảo được khoảng 700 nhà hảo tâm chuyển tiền vào cái tài khoản ngân hàng Agribank đứng tên của đối tượng Cao Thị Hoài, và đối tượng đã chiếm đoạt toàn bộ cái số tiền này lên tới hàng trăm triệu đồng và chi tiêu cá nhân mà không có bất kỳ một cái hoạt động thiện nguyện nào. Hệ thống toàn bộ tài liệu, các nguồn trinh sát cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Nam Định đã có đủ cơ sở khẳng định Cao Thị Hoài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình Sự. Đối tượng ngay lập tức được triệu tập đến cơ quan công an để làm rõ hành vi. Thực sự là em không biết vợ em nó làm cái đấy luôn, thì em cũng làm, em đưa tiền cho vợ rồi, em cũng có hỏi sao mà lần này mà mua đồ ăn uống ấy vậy. Thì vợ em bảo là thì ấy tiền ông làm ông đưa mua và tiền làm sao mà đủ nó học hành cho con thôi chứ. Thì cũng vậy thôi, em chỉ hỏi như vậy, là nếu mà có hỏi nhiều thì nó thật sự là hỏi nhiều vợ chồng cũng cãi nhau rồi, thôi em cũng không hỏi nữa. Tại cơ quan công an, Cao Thị Hoài khai nhận cuối năm 2020 thấy trên mạng xã hội có nhiều trang bài viết đăng tải nội dung kêu gọi quyên góp tiền để làm từ thiện. Đặc biệt thấy các bài viết như vậy thường thu hút được nhiều lượng tương tác, nhiều lượt bình luận cho thấy đã gửi một số tiền lớn theo lời kêu gọi của chủ tài khoản và Cao Thị Hoài đã nảy sinh lòng tham. Để thực hiện ý đồ, Hoài sử dụng SIM điện thoại không chính danh để lập tài khoản Facebook lấy tên là Trần Mai Thu Thảo. Tiếp đến, đối tượng lên mạng tìm kiếm tải ảnh của người khác về sử dụng ở phần hình đại diện cho Facebook Trần Mai Thu Thảo. Trong phần thông tin công khai trên Facebook, Cao Thị Hoài xây dựng hình ảnh một người mẹ trẻ quê quán ở tỉnh An Giang. Được một thời gian, Hoài thay tên trang cá nhân từ Trần Mai Thu Thảo thành Mai Mai.
Đối tượng sau đó tiếp tục lên mạng xã hội tìm kiếm những hình ảnh có liên quan đến nội dung đến các hài nhi xấu số bị bỏ rơi. Quá trình tìm kiếm, Cao Thị Hoài đọc được các bài viết về hoạt động thiện nguyện có thật đang diễn ra tại một nhà dòng ở xã Tân Hòa, huyện Bình Tân, Bình Thuận, nên đã sao chép hình ảnh của nhà dòng này rồi đăng lên Facebook Mai Mai, kèm lời kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp tiền chung tay cùng đối tượng mua đất cát, sắm quách tiểu và nhiều vật dụng khác để an táng cho các hải nhi xấu số. Ở cuối các bài viết kêu gọi tiền thì Hoài thường đăng kèm số tài khoản của mình để các nhà hảo tâm chuyển tiền vào đó. Em thấy mọi người đăng lên như vậy thì em cũng làm theo mọi người là cóp về và đăng lên. Thì em thấy mọi người cũng đăng số tài khoản lên thì em cũng đăng số tài khoản lên nên như vậy. Không ngờ là mọi người cũng ủng hộ bài của em. Thì em cũng không có ý định là lừa đảo. Nói là vậy, nhưng theo tài liệu của cơ quan công an đã thu thập được, thì Cao Thị Hoài đã nhiều lần chủ động nhắn tin riêng với những nhà hảo tâm có điều kiện kinh tế khá giả, để nai nỉ những người này gửi thêm tiền hoặc nhờ vả kêu gọi giới thiệu thêm các nhà hảo tâm khác. Đối tượng sử dụng những cái hình ảnh trực tiếp từ các nhà thiện nguyện, từ các tổ chức thiện nguyện, rất nhiều hình ảnh là thai nhi, là trẻ sơ sinh xấu số và đăng tải lên nhìn rất là thương tâm. Thì trong đó là có rất nhiều nhà hảo tâm đã gửi tiền cho đối tượng thì đều là chị em phụ nữ, trong đó có nhiều người đã rơi vào hoàn cảnh tương tự là bị có thai, sau đó là bị hỏng hoặc là do nhiều lý do gì đấy đã nạo phá. Thì khi mà nhìn thấy những hình ảnh đấy thì sẽ có động lòng trắc ẩn và gửi tiền để ủng hộ. Một trong những nhà hảo tâm sau khi bị đối tượng tỉ tê đã gửi hàng chục triệu đồng nhưng sau đó sinh nghi nên sau đó đã nhắn tin đề nghị Hoài công khai các khoản thu chi thì đối tượng cứ khất lần. Em à, bận gì mà mấy hôm liền chị nhắn tin không thấy trả lời. Cái tiền chị chuyển. Đến một ngày, nhà hảo tâm bất ngờ gọi video call. Khi nhà hảo tâm đề nghị được thấy mặt Hoài thì đối tượng lấy lý do phòng dịch Covid-19 nên nhất quyết không chịu tháo khẩu trang dù cuộc nói chuyện của hai người là qua trực tuyến. Sau buổi nói chuyện đó thì Cao Thị Hoài chặn Facebook của các nhà hảo tâm nói trên cũng như một số nhà hảo tâm khác mà chị này đã giới thiệu trước đó cho đối tượng. Cho rằng bản thân và nhiều bạn bè đã bị đối tượng lừa gạt chiếm đoạt tiền, nên chị này đã đứng đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Bây giờ em rất là cảm rất lương tâm mà em biết nỗi lầm là của em. Chỉ mong là mọi người cho em một con đường để em về em nuôi các con em. Từng mang nặng đẻ đau đến ba người con, lẽ ra Cao Thị Hoài phải thấu hiểu nỗi đau của những người mẹ không may mất đi núm ruột của mình, cũng như mất số phận của những sinh linh không có cơ hội cất tiếng khóc chào đời. Thế nhưng, lòng tham cộng với sự thiếu hiểu biết đã biến Hoài trở nên vô cảm trước nỗi đau của đồng loại. Nhưng chưa hết, lòng tham của Hoài còn gián tiếp gây ra nỗi bất hạnh khổ đau cho cha mẹ, cho những đứa con thơ dại do chính chị ta rứt ruột đẻ ra. Sai lầm của Hoài có thể được sửa chữa bằng những năm tháng cải tạo, nhưng tuổi thơ của những đứa trẻ này
liệu có thể lấy lại được sau những năm tháng dài đằng đẵng thiếu vắng bàn tay chăm sóc của người mẹ. Đó là cái giá mà mỗi người nên cân nhắc trước khi dấn thân vào những việc làm sai trái. Chúng tôi có một cái lời khuyên cho nhân dân, đó là hết sức cảnh giác đối với những thông tin, trên nhất là trên các nền tảng mạng xã hội. Bởi vì nếu không có thông tin chính thức, không có kiểm chứng thì rất dễ những thông tin giả mạo. Đặc biệt là những cái trường hợp mà bây giờ lợi dụng cái việc sử dụng điện thoại hoặc là tin nhắn để giới thiệu là cán bộ của lực lượng công an, rồi hệ thống ngân hàng hoặc là điện lực để thanh toán các khoản phí, hoặc là cái lợi dụng cái việc là người quen gửi quà thăm thân, thì cái việc đấy là rất dễ có việc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nên là chúng tôi khuyến cáo người dân là hết sức cảnh giác đối với những cái thông tin từ những cái cuộc gọi, những cái tin nhắn của những người lạ như vậy. Vụ án do Cao Thị Hoài gây ra chỉ là một trong rất nhiều vụ việc nhân danh hoạt động thiện nguyện để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra trên cả nước thời gian qua. Thủ đoạn này tuy không mới nhưng có chiều hướng gia tăng trên thời gian gần đây. Do vậy, lực lượng công an tỉnh Nam Định nói riêng và công an cả nước nói chung đã quyết tâm giải quyết, chỉ đạo triệt để vấn nạn trên nhằm hướng tới mục tiêu cao hơn là ngăn chặn nguồn gốc nảy sinh tội phạm trong tình hình mới. Tội phạm hoạt động sử dụng công nghệ cao trong thời gian vừa qua thì có cái diễn biến hết sức phức tạp. Từ cái chỉ đạo của Bộ Công an, của các cục nghiệp vụ, thì lực lượng công an tỉnh cũng đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp phát động cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt ở đây chúng tôi cung cấp cho người dân về các cái thủ đoạn, phương thức hoạt động của các đối tượng trong cái tình hình hiện nay, đặc biệt là tội phạm sử dụng công nghệ cao. Từ đó mỗi người dân đã tự bảo vệ, tự phòng thủ để không để các cái đối tượng phạm tội có cơ hội để hoạt động. Với sự vào cuộc quyết liệt từ công an trung ương tới địa phương thì tội phạm lợi dụng công nghệ cao để phạm tội chắc chắn thời gian tới sẽ không còn trốn dung thân. Trật tự trên không gian mạng sẽ được bảo vệ, thiết lập và con người sẽ được tin tưởng vào những điều tử tế vẫn tồn tại trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, có khoảng 500 triệu người có các vấn đề về bệnh lý mãn tính ở thận. Trong đó khoảng 3 triệu người bệnh trên thế giới đang sống nhờ các biện pháp thay thế như lọc máu, ghép thận. Nhưng chỉ có khoảng 1 trên 1.000 người có khả năng tìm được tạng thích hợp và đủ tiền để chi trả cho phẫu thuật. Chi phí cho một ca ghép thận dao động từ 20.000 đến 29.000 đô la Mỹ. Với những bệnh nhân giàu có thì tiền không thành vấn đề. Mối lo lớn nhất của họ là bản danh sách dài những người chờ hiến thận hợp pháp, và thực tế đau đớn là họ sẽ phải lọc máu suốt phần đời còn lại. Nỗi tuyệt vọng đã đẩy nhiều bệnh nhân vào hoạt động buôn bán thận trái phép. Phía sau những cuộc mua bán ấy là những nỗi đau, là nước mắt muộn màng của những phận người chót bán đi một phần sự sống của mình. Trái ngược với nghịch cảnh đó, những đối tượng môi giới nội tạng người lại ung dung sống từ lợi nhuận siêu khủng từ việc kinh doanh vô nhân đạo này. Ở nước ta, những năm qua cũng đã xuất hiện không ít những đường dây mua bán tạng trái phép, nhưng đặc biệt hơn là những đường dây xuyên quốc gia theo dạng đa cấp lớn nhất từ trước đến nay do Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an triệt phá vào năm 2019. Đây là vụ án phức tạp liên quan đến nhiều đối tượng cả trong và ngoài nước, và đáng nói cho đến nay bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện mua bán thận của hàng trăm nạn nhân, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Câu chuyện này sẽ được gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình Hồ sơ vụ án ngày hôm nay. Chỉ tính riêng tại khu vực châu Á, hiện có khoảng 9% dân số mắc các bệnh về suy thận mãn tính. Nhiều bệnh nhân đã không thể sống sót được trong thời gian chờ cấy ghép.
phương pháp điều trị cuối cùng và hiệu quả nhất cho người bệnh suy thận giai đoạn cuối là ghép thận. Tuy nhiên, hệ thống y tế vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là thực trạng thiếu trầm trọng nguồn thận để cấy ghép. Do vậy, nhiều bệnh nhân đã không thể sống sót được trong thời gian chờ cấy ghép. Từ nhu cầu cần có thận để ghép rất lớn, đã tạo cơ hội cho thị trường mua bán nội tạng bất hợp pháp bùng nổ. Về mặt nhân đạo thì rõ ràng là cái việc mà ghép thận là một tiến bộ khoa học. Và cái việc ghép thận có lẽ là biện pháp cuối cùng để mà có thể duy trì sự sống cho cái người mắc bệnh suy thận mà đến mức phải ghép. Và tuy nhiên rằng là các cái đối tượng nó lợi dụng cái hoạt động cho phép cũng như tiến bộ khoa học để mà môi giới lôi kéo đưa những cái người có nhu cầu bán thận với những người ghép thận là vi phạm pháp luật. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hàng năm có 7.000 quả thận được thu mua bất hợp pháp trên toàn thế giới. Trong nhiều năm gần đây, còn xảy ra hiện tượng bắt cóc trẻ em đem bán để lấy nội tạng. Bên cạnh đó, việc buôn bán nội tạng, đặc biệt là thận, càng ngày càng trở nên công khai hơn trước. Nguyên nhân sâu xa của vấn nạn mua bán thận là do cầu vượt quá cung. Mỗi năm, có hàng ngàn người bị suy thận giai đoạn cuối cần phải ghép thận, trong khi người hiến tặng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khả năng tìm được nguồn cung cấp tạng hợp pháp quá hiếm, nên hầu hết người cần ghép tạng phải tìm đến các đường dây cung ứng chui. Khi qua các đường dây này, nội tạng đến được người cần ghép với giá cao ngất ngưởng, còn người bán với sách nghĩa, hiến cũng chỉ nhận được một số phí khoảng 2/3 hoặc thậm chí là một nửa so với chi phí thực mà người bệnh bỏ ra vì phải qua tay cò. Ở nước ta những năm qua, cũng đã xuất hiện không ít những đường dây mua bán nội tạng trái phép. Các đường dây mua bán thận bị lực lượng chức năng triệt phá đã cho thấy mức độ phức tạp của loại tội phạm này. Những đối tượng buôn bán thận săn lùng những người có hoàn cảnh khó khăn, nợ nần để dụ dỗ họ bán thận dưới chiêu bài hiến thận nhân đạo. Người bán thận đến từ nhiều địa phương về Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Họ được các đối tượng buôn bán đưa về sinh sống tại một địa điểm nuôi dưỡng chờ ngày bán thận. Những người buôn thận còn trực tiếp dẫn người bán thận đi thực hiện các quy trình xét nghiệm trong bệnh viện và hứa hẹn sẽ trả khoảng 200 triệu đồng sau khi giao dịch hoàn thành. Như vậy, hành động hiến tạng cứu người mang tính thiêng liêng cao cả bị thương mại hóa, biến bộ phận cơ thể người thành món hàng để mua bán trao đổi. Đầu năm 2019, thông tin từ một bệnh viện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, có một số người trên địa bàn đến bệnh viện để khám sức khỏe với nhiều yêu cầu xét nghiệm đáng nghi vấn. Những bệnh nhân này đều có dấu hiệu bệnh lý giống nhau. Khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ phát hiện họ đều chỉ có một bên thận. Lúc này, lực lượng chức năng đặt ra một giả thiết nghiêng về một đường dây mua bán nội tạng người. Các cán bộ điều tra tiếp cận nguồn tin báo và các bệnh nhân đặc biệt thu thập thông tin. Những thông tin đầu tiên hé lộ về một đường dây đưa người sang nước ngoài để bán thận. Nạn nhân của đường dây này là những thanh niên có tuổi đời từ 18 đến 35, sức khỏe tốt, nhưng khó khăn về kinh tế ở hầu hết các tỉnh thành, từ Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh, Bắc Cạn, Cao Bằng. Qua một cái lần kể về cái câu chuyện của một cái người mà có cái nhu cầu ghép thận, mà người ta nói với nhau rằng để ghép một quả thận mất rất nhiều tiền, thì chúng tôi lúc đầu tiên là không tin, bởi vì là không có cái việc là nhà nước đang nghiêm cấm cái việc là mua bán mua phận cơ thể. Nhưng tại sao lại trên mạng lại có nhiều lan, và anh có kể một cái câu chuyện, anh biết một cái việc có một người cụ thể đấy, và khi chúng tôi đến thẩm định, chúng tôi nghe thật thì mới thấy rằng là cái hoạt động này rất phức tạp, hoạt động rất phức tạp, chứ không như là chúng tôi có đã nắm tình hình về cái loại tội phạm mới, cho nên là các cái hoạt động mà nắm tình hình thì cũng chưa phải là đã có một cái bài bản để đi sâu vào. Tuy nhiên, tại thời điểm này, các manh mối còn hết sức mong manh. Mặc dù vậy, trước sự nghiêm trọng và phức tạp của đường dây, Phòng 5 Cục Cảnh sát Hình sự đã quyết định tung toàn lực phá án một cách nhanh nhất. Nhiều tổ công tác được tung xuống các khu vực nghi vấn để nắm tình hình. Tất cả các địa điểm công cộng như bến xe, bệnh viện, nơi tập trung đông người lao động, ngay cả những tỉnh thành khác, đều được tiến hành điều tra.
Nhưng khi mà nghe thông tin đó cùng kết hợp với những tài liệu khác chúng tôi nắm được thì thấy rằng là cái câu chuyện đấy là có thật. Và chính cái câu chuyện đó thì dẫn đến cái việc là có một người, người ta nói rằng là do cái việc người ta đi bán đó, thế nên là sau khi bán xong thì người ta không được chăm sóc sức khỏe như cái trường hợp khác, bởi vì là cái quá trình người cắt một quả thận làm cho người ta bị suy yếu sức khỏe và cần phải được bảo vệ chăm sóc suốt một thời gian, thì cái người này đã bị nhiễm trùng và may mắn là người ta đã thoát chết. Và người ta nói rằng là nếu như mà không có biện pháp can thiệp thì sẽ nhiều người sẽ giống như họ. Và đây là một trong những cái quyết tâm để mà cho cái lực lượng trinh sát đi sâu vào để điều tra làm rõ cái đường dây mua bán này. Trong thực tế, quá trình điều tra tội phạm mua bán nội tạng người, đặc biệt là mua bán thận, lại rất ít trường hợp bị bắt quả tang. Chỉ khi người bị hại trốn được về và có đơn trình báo thì đối tượng phạm tội mới bị phát hiện, điều tra. Nhiều trường hợp nạn nhân chết hoặc mất tích nên việc thu thập chứng cứ phạm tội rất khó nếu đối tượng không thừa nhận. Bên cạnh đó, do nạn nhân không biết lai lịch của tội phạm, quen trên mạng xã hội, nhiều trường hợp chỉ có lời khai của nạn nhân, người trung gian giới thiệu, người tuyển lựa không có đối tượng tổ chức cầm đầu nên gây khó khăn cho công tác xử lý hình sự. Phần lớn hoạt động mua bán được diễn ra ở nước ngoài và nạn nhân cũng ở nước ngoài nên không thể trực tiếp lấy lời khai, mất nhiều chi phí cho hoạt động điều tra, xác minh và thu thập chứng cứ. Các chiến sĩ phòng 5, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp với các cục nghiệp vụ và Công an TP.HCM đã xác định được đường dây mua bán nội tạng người chủ yếu là mua bán thận, hoạt động xuyên quốc gia, có sự cấu kết của các đối tượng trong nước và nước ngoài. Từ cơ sở nắm bắt ban đầu, Cục Cảnh sát Hình sự xác lập ban chuyên án để đấu tranh. Báo cáo lãnh đạo bộ cho rằng là đây là một cái chuyên án đặc biệt nghiêm trọng, với số lượng người đưa ra nước ngoài bán có thể lên đến gần 100 người. Thời điểm ấy là xảy ra là trong một tuần mà các đối tượng đưa 10 người sang ra nước ngoài để mổ lấy thận trái phép. Thì với cái cường độ rất là, với mật độ rất là cao. Và thấy rằng là có những cái tổ chức, nghi là có những cái tổ chức môi giới để đưa ra nước ngoài trái phép mua bán bộ phận cơ thể người, mà đây cụ thể là bán thận. Thì xác định rằng là những người bị mua bán thận này đều là những công dân Việt Nam và đều trong những độ tuổi là sức nợ, gọi là lao động chính của xã hội, của gia đình, là trụ cột của gia đình, nhưng vì những cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn mà phải bán đi một bộ phận cơ thể của mình. Lần theo dấu vết, ban chuyên án đã xác định được mắt xích quan trọng và đối tượng cầm đầu đường dây là Tôn Nữ Thị Huyền, sinh năm 1975, thường trú tại TP.HCM. Ban chuyên án làm rõ trước đây Huyền bị vỡ nợ nên đã tham gia bán thận để kiếm tiền. Sau đó vì biết rõ đường đi nước bước nên Huyền tổ chức thành đường dây lôi kéo nhiều người tham gia bán thận. Bản thân đối tượng chính là đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền thì năm 2009 đã sang Trung Quốc để ghép thận. Và qua cái hoạt động đó thì biết rằng cái hoạt động ghép thận là đều phải thông qua việc môi giới và mua bán. Đấy, và chính vì vậy mà qua cái lần ghép thận đó thì chúng đã kết nối được với những cái người mà đã từng môi giới lần trước. Và sau đó thì hình thành đường dây. Và phần như là gần như là các đối tượng ở trong cái hoạt động tham gia môi giới mua bán này thì cũng đã từng là những người bán thận. Các đối tượng chiêu dụ người bán thận là những người khó khăn về tài chính, có người thân bị bệnh tật, người bị nợ nần do cờ bạc. Thủ đoạn là chúng sẽ lên mạng xã hội Facebook để tiếp cận, dụ dỗ những nạn nhân. Khi nạn nhân đồng ý bán thận, Huyền và đồng bọn sẽ nuôi dưỡng, đưa đi khám tổng quát ở bệnh viện và phòng khám. Khi có những người tìm mua thận phù hợp, thì chúng sẽ đưa nạn nhân qua nước ngoài bằng đường tiểu ngạch để thực hiện việc mua bán ghép thận. Sau đó thì móc nối với các cái đối tượng là bác sĩ ở các cái bệnh viện ở Campuchia. Cho đó là tìm kiếm những cái người mà có nhu cầu mua thận ghép thận, sau đó thì bán. Cái quá trình này đấu tranh rất là cam go và phức tạp, bởi vì nó liên quan đến nhiều quốc gia. Vụ việc xảy ra thì cũng việc tuyển mộ ở Việt Nam, nhưng mà việc bán thận để nước ngoài, cái quá trình đấu tranh này hết sức là cam go và phải có những cái hoạt động nghiệp vụ rất sâu
chúng tôi mới có thể tiến hành điều tra bắt giữ. Các đối tượng thì môi giới thì các đối tượng ấy cũng hoàn toàn là rất là tinh vi. Các đối tượng này thường là cũng sử dụng các cái nhu cầu là được hiến tạng, nội tạng, hiến thận hoặc hiến các bộ phận cơ thể để ra dụ những người mà có nhu cầu bán thận với cái vỏ bọc là hiến nội tạng. Nhưng thực chất thì các đối tượng này đều đưa các nạn nhân đi đến các bệnh viện lớn có phiếu xét nghiệm, sau đó gửi phiếu xét nghiệm ra nước ngoài. Từ các cái xét nghiệm ấy thì để tìm những người có nhu cầu ghép thận ở nước ngoài mà tương thích, thì để khi mà tìm được người tương thích thì sẽ đưa người Việt Nam sang nước ngoài để cắt thận và bán cho người nước ngoài. Với các nạn nhân bán thận được các đối tượng trong đường dây của Huyền lo toàn bộ chi phí ăn uống trong thời gian chờ giao dịch đi lại. Sau khi mua bán thành công, họ nhận được khoảng 200 triệu đồng. Thời gian từ lúc đăng ký đến lúc bán thận khoảng 1 đến 2 tuần. Các đối tượng trong đường dây sẽ chăm sóc cho nạn nhân 1 tuần. Về sau với các di chứng nguy cơ thì họ tự gánh chịu. Trong quá trình hoạt động, Huyền cùng với đồng bọn đã tìm kiếm đưa đi làm các xét nghiệm để đưa đi bán thận được hơn 100 người và đã tổ chức mua bán thận thành công cho 37 người, thu lợi nhiều tỷ đồng. Trong đó, riêng Huyền đã thu 2 tỷ 590 triệu đồng. Phần lớn các trường hợp bán thận chỉ ghi họ tên, năm sinh, nhóm máu, chứ không có địa chỉ rõ ràng, nên cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, truy tìm nạn nhân. Nút thắt của chuyên án này là cái việc mà mua bộ phận cơ thể, cụ thể là mua bán thận, các đối tượng là diễn ra chủ yếu là trên mạng. Và cái việc mà trực tiếp mua bán xảy ra thì là bên nước ngoài, bên Campuchia. Cho nên là để mà thu thập thông tin tài liệu đầy đủ để mà phục vụ cái việc phá án bắt giữ đối tượng khi bắt đầu người bán, người mua, rồi thậm chí là đối tượng về nước cùng với những người bán thận về nước để mà thu thập thông tin tài liệu ai là vấn đề cực kỳ khó khăn. Giai đoạn cao điểm, mỗi ngày các đối tượng trong đường dây của Huyền đưa 2 người lên bàn mổ để thực hiện việc mua bán thận. Ban chuyên án đã làm rõ, mỗi nạn nhân mua bán thận thành công, nhóm của Huyền thu lợi khoảng 400 triệu đồng. Người giới thiệu, người bán thận cho nhóm của Huyền được trả công từ 20 đến 25 triệu đồng. Bằng nhiều nỗ lực, cơ quan công an đã xác định được lai lịch của 22 người bán thận trú ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tây Ninh. Hầu hết các nạn nhân bán thận đều có hoàn cảnh khó khăn. Sau khi bán thận, sức khỏe đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể thấp nhất từ 45 đến 69%, nên mất khả năng lao động kiếm sống. Chính vì cái lợi nhuận của mua bán này, thì các đối tượng nó bất chấp, nó đã dụ dỗ lôi kéo và thậm chí là rất nhiều những người mà sau khi bán thận thì tình trạng sức khỏe và thậm chí tính mạng đã bị ảnh hưởng và cái lợi nhuận mà chúng thu về thì cũng rất là lớn. Sau trong cái quá trình này chúng tôi đã thu giữ cũng một lượng tiền tương đối lớn, hơn 2 tỷ đồng ngay khi bắt giữ và khám nhà của đối tượng tôn nữ Thị Huyền. Và chúng tôi tổ chức thành công cho khoảng 100 người đã mua bán và chúng tôi đã làm rõ được 37 người. Nhằm dụ dỗ các nạn nhân, đối tượng cầm đầu đã lôi kéo sử dụng chính những nạn nhân trước đây tham gia bán thận để tìm kiếm nguồn hàng mới. Đặc biệt là các đối tượng Đào Đức Hai Việt, sinh năm 1994, sau khi bán thận trở về Việt Nam thì lại trở thành kẻ tiếp tay vô cùng đắc lực tìm kiếm người bán thận để giới thiệu cho Huyền. Sau 16 tháng hoạt động, Việt đã giới thiệu cho Huyền được 10 người bán thận và được hưởng khoảng 230 triệu đồng tiền công môi giới. Quá trình các cái đối tượng mà đã bán thận về nước thì lại trở thành là người môi giới bán thận. Vì các cái đối tượng môi giới ấy, tiếp tục dùng những người đã bán thận này để đi tìm người có nhu cầu bán thận. Và chính người này là nhân chứng sống để thuyết phục những người khác tiếp tục bán thận. Rất là hiệu quả. Các đối tượng môi giới này đã rất là tinh vi. Vì sử dụng người đã bán thận rồi đi môi giới thì những người bán thận này người ta giải thích với những người là chưa bán thận ý, rằng là bán thận không có vấn đề gì đâu, bản thân tôi cũng bán thận đây và tôi không có vấn đề gì. Nhưng thực tế không phải là như vậy. Thực tế là họ giảm sức lao động và ảnh hưởng đến gọi là nếu giám định thương tật là ảnh hưởng đến độ từ hơn 40% đến hơn 50%. Khi lộ rõ toàn bộ về cách thức và các mắt xích trong đường dây, ngày 25 tháng 1, ban chuyên án đã phục kích bắt giữ Huyền cùng với các đồng bọn tại khu vực cửa khẩu
khi chúng đưa các nạn nhân đi bán thận ở nước ngoài về. 11 nạn nhân vừa đi bán thận xong cũng bị mời về cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Và vì vậy cho nên khi ban chuyên án quyết định phá án là đúng lúc khi mà Huyền đưa 10 gần chục những cái người mà đi bán thận từ phía Campuchia đã thành công về và về đến trong nước thì chúng tôi đã toàn bắt giữ, kiểm tra bắt giữ, đưa về và đấu tranh ghi lời khai. Lúc đầu các đối tượng không nhận tội, và với những tài liệu chúng tôi đã có từ hoạt động nghiệp vụ ấy thì các đối tượng đã thừa nhận, và căn cứ vào đó thì chúng tôi đã điều tra mở rộng và bắt giữ toàn bộ. Ngay khi phá án là bắt giữ 2 đối tượng phía Bắc, 3 đối tượng phía Nam là 5 đối tượng, và sau này tiếp tục điều tra mở rộng đã khởi tố điều tra được 8 đối tượng liên quan đến tội mua bán mô bộ phận cơ thể quy định tại điều 154 Bộ luật Hình sự. Khi không có một chuyên án nào mà chúng tôi khi bắt đối tượng cầm đầu mà lại không mong rằng là mình thu được nhiều tiền tăng vật trong nhà đối tượng. Vì cái tiền này là đều là tiền để trả cho các nạn nhân bán thận khi trở về từ nước ngoài về. Và nếu chúng tôi thu giữ được nhiều tiền, tức là rất nhiều nạn nhân chưa nhận được một đồng tiền nào nhưng đã mất đi một quả thận rồi. Và về mặt pháp luật thì cơ quan điều tra không được quyền là lấy cái tiền của đối tượng để trả lại cho nạn nhân. Mà cái việc này là do tòa án sẽ quyết định sau này. Đường dây này hoạt động như đa cấp, xuyên quốc gia. Số nạn nhân trải dài khắp các tỉnh thành trong cả nước. Cơ quan công an xác định đường dây của Huyền từ khi hoạt động đến nay đã thu lợi hàng chục tỷ đồng. Đáng nói là số nạn nhân mua bán thận mà ban chuyên án mời về làm việc đều có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Tôi nhớ rằng là khi chuyên án này thành công thì là sát Tết, giáp Tết. Và có những người từ những cái tỉnh xa xôi, khi vụ chuyên án này xảy ra trong khu vực phía Nam, mà có những nạn nhân thì ở tận Cao Bằng, Bắc Cạn kia, mà không có một xu nào trong túi cả, mà mới bị mổ cắt một quả thận về thì rất là yếu. Và cơ quan công an phải đưa đến bệnh viện của Bộ Công an để điều trị, khi mà đủ sức khỏe thì cho về. Và phải quyên góp của cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát hình sự tiền để giúp cho những người, từ mỗi người từ ít nhất là 3 triệu, người nhiều nhất đến 9 triệu đồng để mọi người có tiền ăn và tiền đi xe để về quê. Trước những tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng cầm đầu đường dây Tôn Nữ Thị Huyền đã phải thừa nhận các hành vi phạm tội của mình. Cuối năm 2016, Huyền sang Campuchia được nhân giới thiệu với một bác sĩ tên Trần, người Singapore, làm việc tại bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh. Trần nói với Huyền về Việt Nam tìm người bán thận đưa sang Campuchia với giá từ 15 đến 70 ngàn đô la. Trần đã hướng dẫn Huyền cách chọn nguồn hàng để đưa sang bán. Đầu tháng 4 năm 2017, Đào Đức Hai Việt sinh năm 1994 sang Campuchia bán thận cho Huyền, từ đó quen biết nhau. Sau đó Huyền rủ vào đường dây buôn thận, Việt đồng ý. Huyền giao nhận vụ lên mạng Facebook tìm kiếm người bán thận. Đi làm các xét nghiệm, Huyền trả công cho Việt từ 15 đến 25 triệu đồng một quả thận nếu phẫu thuật ghép thận thành công. Sau đó Đào Quang Hưng cũng sang Campuchia bán thận và quen biết với bị cáo Huyền. Việt cùng Hưng đã môi giới Huỳnh Kim Ngân, Huỳnh Linh Tâm, Hoàng Đức Tùng, Phạm Quang Cảnh, Nguyễn Minh Tâm bán thận cho Việt. Từ đó những người này cũng tham gia đường dây với Huyền. Khi tìm được khách bán thì nhóm phân công đưa sang Campuchia. Huyền dẫn đến thủ đô Phnom Penh, tập trung tại một khu vực. Mỗi ngày Huyền sẽ tổ chức đưa 2 người vào bệnh viện để phẫu thuật cắt thận. Sau việc, người bán thận sẽ được nghỉ dưỡng, đưa về nước và được trả từ 200 đến 210 triệu đồng. Từ tháng 4 năm 2017 đến ngày 21 tháng 1 năm 2019, nhóm của Huyền đã tìm kiếm được 100 người bán thận và đưa 37 người sang Campuchia cắt ghép thận. Quá trình từ khi nhận được thông tin nghi vấn đến khi lên kế hoạch bóc gỡ thành công, đường dây mua bán nội tạng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng những sự thật mà các cán bộ chiến sĩ Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đưa ra ánh sáng đã khiến nhiều người phải trăn trở và bàng hoàng. Từ một việc làm có tính chất nhân đạo, sự biến tướng của việc hiến tạng đã trở thành một tội ác, gây nên những hậu quả khôn lường cho nạn nhân. Đây sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, để cho những ai đang có ý định hãy dừng lại trước khi quá muộn. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, tôi thà làm việc không nghỉ còn hơn là rơi vào tình trạng luôn dễ mệt mỏi vì chỉ còn một quả thận. Đó là những lời nói quá muộn màng của các nạn nhân bán thận. Có thể vì không đủ kiến thức để nhận biết tác hại của việc bán thận, bán nội tạng,
hoặc biết rõ hậu quả nhưng vì lâm vào đường cùng nên đành phải nhắm mắt làm liều. Không còn khả năng lao động, cơ thể khuyết tật vật vã trong đau yếu, khổ sở. Sau cùng, thứ chờ đợi họ là cuộc sống vô định, không biết rồi sẽ về đâu. Việc biến một bộ phận con người thành món hàng hóa mua đi bán lại một cách dễ dàng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đánh đổi cả tính mạng và sức khỏe của những người bán nội tạng cho một cái giá quá rẻ mạt, đồng thời tiếp tay cho loại tội phạm này. Chúng ta có xóa bỏ được thị trường mua bán nội tạng người hay không? Rất cần sự quan tâm chung tay của nhiều ngành chức năng trong xã hội. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin được tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.